God blesses you all the best. Om Shivaya Namo Namaha. Cư dân theo đạo Hindu ngay tại đất nước Nepal luôn tin rằng khi đốt xác và quá trình đốt xác hộp sọ nổ tung thì may mắn sẽ đến với những người đang sống. Và ngay tại ngôi đền này đã có hàng triệu thi thể đã được đốt xác. Ngày hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến ngôi đền có tên là Pasupatinath, một trong những ngôi đền linh thiêng ngay tại đất nước Nepal. Và ở đây lửa liên tục cháy 24/24 và lúc nào cũng có thi thể người được đốt xác. Ban đầu thì người thân sẽ đưa thi thể đến đây và sau đó thì tắm rửa dưới dòng sông này. Tiếp tục thì họ sẽ mặc những bộ quần áo mới màu vàng hoặc là màu trắng. Và cuối cùng thì họ sẽ đưa xác lên trên giàn thiêu bằng củi. Và đặc biệt thì những người phụ nữ sẽ không được phép tiến lại gần. Và theo quan niệm của họ thì khi nào hộp sọ nổ tung lên thì may mắn sẽ mang đến. Và việc đốt xác và rải tro cốt dưới dòng sông này, linh hồn của người chết sẽ được siêu thoát. Có thể thấy ở phía trên bầu trời á là một cái khói đang bay là đà, và phía sau lưng Phong đây là một ngôi đền của người đạo Hindu ngay tại đất nước Nepal, và phía sau đó là một cái tục, đó là tục đốt xác. Gần như tất cả những người Nepal khi mà cuối cuộc đời của họ, họ rất là mong muốn đến vào những ngôi đền linh thiêng như thế này để được cái việc là khi mà mình mất đi thì sẽ được đốt xác và linh hồn sẽ được siêu thoát lên bầu trời. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem ha. Từ ở phía trước khi mà đi vào á thì mình thấy có một rất là nhiều người Nepal ngồi ở hai bên đường, nhưng mà nếu mà vào bên trong á thì mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều người được gọi là, đặt tên là Sadhu, một trong những người đại diện cho cái sự linh thiêng của gọi là những cái vị thần sống đấy, linh thiêng, và họ đang ngồi trước cái ngôi đền xung quanh dòng sông này. Đối với người theo đạo Hindu, cô bác anh chị, là con bò là vật linh thiêng, cho nên là người ta sẽ để bò di chuyển thoải mái, thậm chí là phân bò được xem là một cái thứ gì đó đáng quý. Và ở đây thì tuyệt đối là không ăn, người ta không ăn thịt bò nha. Và bên này là cái tục đốt xác này, và mình sẽ qua bên kia để cho mọi người xem rõ hơn nha. Dạ, yeah. Ok. Phía sau lưng Phong đây là những cái ngôi đền mà ở đó thì đối với những người theo đạo Hindu á, lúc mà họ cuối cuộc đời thì họ có thể tìm về đây, họ tìm cái chỗ nương tựa, và mãi cho đến khi mà họ chút hơi thở cuối cùng thì người thân của họ sẽ an táng ở phía dưới ngôi đền này. Thì mình ở xa, tại vì nếu mà muốn ghi hình cận cảnh thì mình phải bước xuống dưới này, nhưng mà theo quy định á, thì ở khu vực này thì không được phép chụp ảnh quay phim. Người ta sẽ tạo một cái khoảng cách đảm bảo, nghĩa là những cái vị khách hoặc những người khác có thể quan sát được nhưng mà cũng không ghi nhận cái hình ảnh đau thương lắm. Và ngay tại đây thì mình thấy hiện giờ mọi người đang quả táng hai thi thể. Phía bên kia là một thi thể này, phía bên này một cái nữa. Và bên trong ngôi đền thì người ta sẽ quấn những cái khăn những người mất. Và đặc biệt là người con trai trưởng trong gia đình, khi mà họ mất thì họ sẽ phải cạo đầu chọc lóc. Và mọi người thấy cái đó là người thân á. Và mình sẽ sử dụng một cái máy quay cận cảnh hơn cho cô bác anh chị xem ha. Với một người Hindu khi mà mất đi ấy, thì họ sẽ tìm đến những cái ngôi đền như thế này. Và đây là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất ở Nepal. Vì vậy thì gần như tất cả những người theo đạo Hindu á, ở cuối đời của họ, họ sẽ tìm về nơi đây làm cái nơi chút hơi thở cuối cùng. Nãy mình thấy có một cái bác cũng khá là lớn tuổi, yếu ớt, và thấy người thân mới đưa bác vào bên trong ngôi đền. Chắc có lẽ là sẽ chờ một cái khoảnh khắc nào đó bác rời xa cuộc đời. Và chỉ cần khoảng hơn 200 ngàn tiền Việt Nam thôi nha mọi người, là có thể đốt xác ở đây, đăng ký một cái dịch vụ là họ sẽ mang xác đi hỏa thiêu. Và thêm một cái việc đốt như vậy mất khoảng vài giờ đồng hồ thôi. Và khi mà tro cốt của họ thì sẽ được rải xuống cái dòng sông như này. Như vậy thì từ đó đến giờ thì chắc có lẽ mình nghĩ là hàng triệu cái tro cốt của người mất đã được rải xuống cái dòng sông này. Và cảm giác đầu tiên và cảm nhận rõ ràng nhất của tụi mình khi đứng mặt có mặt ở đây á, là một cái mùi hôi nó bốc lên rất là nồng nặc,
Thật sự thì nếu mà không nói rằng ở đây là nơi đốt xác người thì chắc chắn là sẽ không biết rằng là cái mùi hôi đó từ cống hay là mùi hôi từ những cái tro cốt của người mất. Nhưng mà mình thấy rằng là nước sông bây giờ ô nhiễm rất là nhiều và nó chuyển sang một cái màu giống như màu cà phê sữa vậy đó. Và theo những người dân ở đây chia sẻ là ngôi đền này sẽ được đốt và lửa sẽ khói lúc nào cũng ngun ngút 24/24 luôn. Và hôm nay mình sẽ được chứng kiến một cái cảnh ở hôm nay thì đến giờ này thì thấy hai cái gia đình họ đang đốt xác, và với họ thì được đốt xác và rải tro cốt xuống dòng sông này là một điều may mắn. Và ở góc máy này thì mình sẽ cho mọi người thấy rõ hơn một xíu ha. Và người đàn ông đang mặc quần màu trắng là một người giúp việc cho cái việc đốt xác á, và người thân thì đang ngồi ở phía trong. Riêng người đàn ông lớn tuổi nhất thì phải cạo đầu. Và đây là những cái tháp đốt xác, và người ta sau khi đốt xong sẽ rải tro xuống dòng sông này. Và thực sự thì có mặt ở đây mình cảm nhận được một cái mùi rất là hôi. Không biết rằng là mùi từ đâu nhưng mà mùi cực kỳ hôi luôn, và mình phải mang khẩu trang. Và trên ngôi đền thì những người theo đạo Hindu đang dõi theo cái tục đốt xác. Riêng đối với mình thì không theo đạo cho nên không được phép vào bên trong ngôi đền. Lúc này thì rất là nhiều người mất được đưa đến. Đó, liên tục có những cái đốm lửa được đốt, và những người phụ việc họ đang chất thêm củi để đốt những cái thi thể của những người mất. Có những người thì chết trẻ, có những người thì chết vì bệnh tật. Và thậm chí là có những người khi mà họ biết trước được sức khỏe của họ đang yếu dần thì họ sẽ tìm đến đây, và với hy vọng rằng sẽ được chút hơi thở cuối cùng bên trong ngôi đền linh thiêng này. Mình vừa mới rời đi khoảng hơn 30 phút thì mình thấy lại một cái đốm lửa khác được đốt lên. Và đốm lửa này lại là một cái người mất cũng khá lớn tuổi. Và ở đây thì lửa liên tục cháy, cháy liên tục luôn. Và bây giờ thì cả một cái khoảng đền khói bốc lên khắp mọi nơi. Hôm qua khi mà mình thực hiện chuyến bay đáp xuống sân bay Kathmandu thì mình cũng đã thấy những cái làn khói trắng tỏa ở bên dưới những ngôi đền. Và mình biết rằng những ngôi đền đó đang thực hiện cái tục đốt xác. Và đây là các vị sadhu, những vị mà tu lâu năm rồi và theo đạo Hindu. Đối với người dân Nepal thì những vị này là những người cực kỳ linh thiêng. Và một vị sadhu khác đang ngắm nhìn cái dòng sông nằm ngay tại ngôi đền. Và mình sẽ cho mọi người xem cái hình ảnh cận hơn một xíu nha. Tại vì tiếp theo đây thì mình sẽ đi xuống và mình xin phép người thân một cái thì mình mới được phép ghi hình. Trung bình tại ngôi đền này mỗi ngày có khoảng từ 80 cho đến khoảng 200 thi thể được đốt và được rải cho xuống dòng sông này. Như vậy mọi người có thể thấy dòng sông đang chuyển màu, và dưới này thì dưới đấy khi mà nước cạn thì sẽ thấy rất là nhiều tro cốt của người mất được rải xuống. Mùi thì mình khó diễn tả lắm, nhưng mà cảm giác rất là khủng khiếp nha. Mùi rất là hôi, hôi hơn cả mùi cống mà có ô nhiễm ở Việt Nam lắm. Và ở đây bò được cho là vật linh thiêng, và con bò này nó nằm án ngữ ở giữa đường nãy giờ và nó di chuyển thì người ta mới dám đi ngang qua. Đó, một con bò, và phía dưới con bò thì là một cái đốm lửa đang đốt xác, và xa xa kia cũng là một đốm lửa khác. Khỉ thì ở đây rất là nhiều, nó nhảy bay nhảy khắp nơi. Và chút nữa đây thì mình sẽ cho mọi người xem một hình ảnh cận cảnh hơn một tí, và một cái thi thể vừa mới đốt. Đây là những hình ảnh mà mình vừa mới ghi nhận. Khi mà chết đi thì người theo đạo Hindu được đốt xác ở đây, đóng phí khoảng 200.000 đồng thôi, mất khoảng vài tiếng đồng hồ thôi là xong à. Mà người ta sẽ rải tro cốt về, không mang tro cốt đi theo về nhà thờ phượng gì đâu nha. Dù người thân mất nhưng mà đối với bà con ở đây thì cảm nhận được một cái sự vui vẻ vì biết rằng người thân của họ sẽ được lên thiên đàng. Và lại tiếp tục một con bò nữa đang án ngữ. Ở đây thì có rất là nhiều vị sadhu đang ngồi làm ban phước lành. Và bây giờ thì mình sẽ đến lại gần và nhờ một vị sadhu ban phước lành cho mình nha. Chia sẻ với mọi người á, sadhu là những cái người được cho là người thánh sống đối với người đạo Hindu. Và phía sau lưng đây là một cái vị sadhu này theo đạo Hindu. Và mình sẽ xin phép chụp một tấm hình ha. Đang có bạn nhỏ đang chụp cho nên là mình sẽ Đây là một cái vị sadhu và mọi người đang thực hiện một cái lễ. Photo, ok. Hey,
Hiện tại thì sau lưng của mình á là một cái vị sadhu, và phía xa xa kia là một cái nơi đang quả thiêu rất là nhiều người, và mình đang nhờ vị sadhu này ban phước lành cho mình. Việt Nam. Jai Parameswarani Manubhidanodam Adbhutam Vibhartu Bhuta Bhartari Sahasra Lochana Pravirdya Mangalam Bhagavan Sambhu Mangalam Vrishabhadvaja Mangalam Parvati Natha Sarva Mangala Mangalam. God blesses you all the best. Om Shivai Namo Namaha. Mình vừa mới được một cái vị sadhu á có chấm một cái chấm đỏ lên trên này. Theo đối với người dân ở Nepal thì khoảng vài tuần thì họ sẽ đến gặp những vị sadhu, sẽ được chấm những vị chấm đỏ như thế này để cầu cho sự may mắn ở bên ai. Và đây thì là một ngôi đền khá linh. Phía sau lưng thì rất là nhiều xác người đang quả thiêu để rải cho cốt xuống cái dòng sông này. Và đây được cho là một những cái dòng sông linh thiêng. Thank you. Đây là một trong những cái ngôi đền linh thiêng và được cho là ngôi đền thờ thần Vishnu nổi tiếng trong đạo Hindu. Và gần như là những người theo đạo Hindu á, cuộc đời của họ cũng mong muốn là một lần đặt chân đến ngôi đền này. Và đặc biệt là cái giai đoạn mà khi mà họ sức khỏe họ kém dần và yếu dần. Mình sẽ đi qua bên này. Và phía trước mọi người thấy có một con bò. Con bò thì vẫn đang đứng ở giữa cái cầu, và mọi người xem đó là vật linh thiêng mà có thể dừng lại để cầu nguyện. Phía xa xa kia mọi người. Và nãy giờ thì mình cũng được trải nghiệm cái cuộc sống của người dân Nepal về tín ngưỡng cũng như văn hóa. Hy vọng rằng đoạn clip này sẽ chia sẻ với mọi người những cái thông tin thú vị. Cảm ơn cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Và mình sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện thú vị nữa ngay tại đất nước Nepal.